Hello, xin chào Trung, xin chào lại tất cả mọi người. Thì hôm nay chủ đề giao lưu thôi. Hello, Trung em ơi, chào anh Tơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi cái buổi live tối ngày hôm nay. Có lẽ là qua xem cái clip vừa rồi thì cũng chưa hết đúng không ạ? Nhưng mà đúng rồi. và chúng ta cũng không biết là cái cô gái này là chúng ta chỉ biết là người da màu thì có thể là các nước châu Phi. Ở các nước châu Phi nhưng mà chúng ta cũng không biết là ở nước nào cụ thể và cái câu từ mà cô nói cụ thể là như thế nào. Thế nhưng mà qua cái hình ảnh xúc động mà cô ấy thể hiện là chúng ta thấy rất rõ là thông qua một cái clip mà truyền tải về cái việc quân và dân Việt Nam chúng ta để mà đánh đổi được cái hòa bình như ngày hôm nay thì nó trải qua muôn vàn cái khó khăn gian khổ và sự hy sinh rất là lớn lao, và chính cái điều đó nó làm cho cái cảm xúc của một người theo dõi clip thôi, chỉ gọi là một người cũng ở một quốc gia khác, người ta tìm hiểu về Việt Nam chúng ta thì người ta cảm thấy rất là xúc động và người ta cảm thấy là cái điều gì đó rất là thiêng liêng đúng không ạ? Và cô ta khóc rất là nhiều, chúng ta nhìn chúng ta có thể thấy đó là cũng là cái sự cảm phục đúng không ạ, cái lòng thông cảm chia sẻ những cái đau thương mất mát với người dân Việt Nam trong chiến tranh. Thế nhưng cũng là cái cảm phục mà với cái tinh thần ý chí nghị lực cùng với phấn đấu bằng được đạt được cái mục tiêu lý tưởng của mình thì cái việc đó đã thành công Chào đúng Phan không? Thanh. Thì cái điều đó thì chúng ta cảm nhận được qua cái clip. Em thấy hôm nay chúng ta giao lưu thì rất rõ ràng, thì với cái nội dung mà anh đưa ra thì em cảm thấy là gì? Cái đầu tiên mà chúng ta nói một chút về góc độ lịch sử đi, góc độ lịch sử đi, thì với cái truyền thống gọi là yêu nước của người Việt Nam mình đã trải qua nhiều cái biến cố trong lịch sử, đặc biệt là chúng ta đều hiểu được đó là đất nước Việt Nam chúng ta được như ngày hôm nay đó thì xuyên suốt cả một cái chiều dài lịch sử, thì đến ngày hôm nay thì chúng ta mới thấy được là cái hòa bình, độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ là như thế nào đúng không ạ? Và cái việc mà chúng ta đạt được, cái mục tiêu mà chúng ta đạt được ngày hôm nay đó phải đánh đổi bằng cái gì? Đó là bằng hàng triệu đúng không ạ? Hàng triệu những cái sinh mạng mà của những anh hùng thương binh liệt sĩ Chào của Hà bao Nam. nhiêu thế hệ. Dạ em chào anh Hào Nam, chào tất cả mọi người vào sau. Đó là sự đánh đổi bằng sự hy sinh của bao nhiêu thế hệ, là những cái mà di chứng của chiến tranh để lại cho đến ngày hôm nay. Thì giống như hôm vừa rồi chúng ta có gặp một cái nhân vật, đó là nhân vật Trung Nguyên. Thì cậu ta thì đang ở Hoa Kỳ, thì cũng sinh sống ở Việt Nam đâu là cũng 30 hơn 30 năm, thì cũng mới sang Hoa Kỳ được 10 năm. Thì cứ gọi là khoảng hơn 40 tuổi, gần 50 tuổi đi. Thì có đặt ra một cái câu hỏi là khi bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về cái thời đại ngày nay đó, gọi là thời đại Hồ Chí Minh có phải là phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc hay không? Thì qua nhiều góc độ chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy thôi. Nhưng mà tại sao hôm đấy em không có trả lời? Em muốn đặt ra một cái câu hỏi là với cái tư cách là một công dân Mỹ gốc Việt, thì anh hỏi câu hỏi đó với ý nghĩa gì? Và anh cho rằng cái câu hỏi đó là như thế nào? Bởi vì em muốn nghe một quan điểm của người Mỹ gốc Việt, người ta chia sẻ xem như thế nào. Chứ còn cá nhân em thì em vẫn khẳng định là cái lời nói đó hoàn toàn là chính xác. Thông qua các cái hình thái kinh tế xã hội từ cái thời kỳ chiếm hữu nô lệ cho đến nay đã, thì chúng ta thấy rất rõ thôi. Trước đây thì đất nước chúng ta có những cái giai đoạn hòa bình không? Có những cái triều đại kéo dài hàng trăm năm. Thế nhưng mà rất rõ ràng là qua các cái triều đại đó thì với cái xã hội phong kiến đó thì cái quyền lực tập trung là về tay ai? Về tay gọi là nhà vua và hoàng thất đúng không ạ? Gọi là gia đình hoàng gia. Cũng giống như ở các nước mà hiện nay mà các cái nước mà quân chủ lập hiến thì người ta vẫn về cơ bản thì người ta không phải là tập trung quyền lực về hết nhà vua hoặc là quốc vương. Thế nhưng về cơ bản thì người ta vẫn nắm một số quyền nào đó, ví dụ như vậy. Ví dụ như ở nước Anh thì người ta vẫn là tổng tư lệnh của quân đội Hoàng gia Anh chẳng hạn. Đấy. Thì chúng ta thấy rất rõ là ngày đó thì người dân có không? Có. Thế nhưng có một số thôi chứ không được như bây giờ. Rồi chúng ta có phát triển Dạ không? vâng Có ra. chứ. Qua các cái thời kỳ phong kiến thì chúng ta làm gì có nhà lầu, có xe hơi, đúng không ạ? Mà hiện nay chúng ta cũng không cần phải sang Mỹ, thì ở Việt Nam chúng ta hiện nay cũng có rất nhiều nhà lầu và xe hơi, đó ví dụ như vậy. Thì cái dĩ nhiên là trong cái
cái tiến trình lịch sử thì nó phải có sự phát triển chứ. Chứ còn nếu như ở bên Mỹ mà lại hỏi câu hỏi là như vậy thì em thấy nó hơi buồn cười. Bởi vì sao? Bởi vì là như thế này. Thứ nhất là hiện nay Việt Nam chúng ta đang ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đang trong giai đoạn phát triển. Chứ chúng ta cũng chưa phải nhận những cái món quà dân chủ, tự do, dân chủ, nhân quyền như kiểu ở Iraq hay Libya hay là Syria, đúng không ạ? Thì khi mà các cái nước đó người ta đang ở trong cái giai đoạn gọi là độc tài, độc ác rồi các kiểu cả, thì người ta lại hòa bình, đúng không ạ? Người ta lại hòa bình, người ta lại ổn định. Thế nhưng mà sau khi được giải trừ cái chế độ độc tài, được ban phát tự do, dân chủ, nhân quyền, thì đến ngày hôm nay người ta vẫn chưa chia xong quyền lực, chưa chia xong về lãnh thổ, ai quản lý, ai kiểm soát bộ phận nào, đúng không? Chúng ta theo dõi chúng ta thấy thôi. Thì theo cái quy luật tiến hóa của Darwin có nói rồi, đã chứng minh cái điều đó, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay là xã hội ra sau mà, phát triển sau, hình thành sau, thì người ta phải có những cái bước phát triển hơn, xóa bỏ đi những cái mà nó thuộc về là ví dụ như hủ tục này, đúng không ạ? Những cái hủ tục, như chúng ta phải giữ lấy cái nền văn hóa của bản sắc của dân tộc, những cái gì nó thuộc về hủ tục thì chúng ta phải bỏ đi, chúng ta phải bỏ đi để cho nó phù hợp với lại gì ạ, phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử, phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến pháp và pháp luật của người Việt Nam, rõ ràng là như vậy. Thì câu trả lời này thì đối với em thì em nghĩ nó rất là bình thường. Thế nhưng hôm đấy em muốn đặt đặt ra một cái câu hỏi ngược lại để em thử kiểm tra và khẳng định xem là với một cái người là công dân Mỹ nhưng lại quốc tịch Việt Nam thì có cái quan điểm như thế nào, có cái quan điểm như thế nào khi mà bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói câu đó. Đó là cái quan điểm đầu tiên mà em nhìn nhận là như vậy. Cái thứ hai đó thì rất rõ ràng rồi, hiện nay các cái nghĩa trang của Việt Nam chúng ta trải dài trên toàn lãnh thổ, các cái bà mẹ Việt Nam anh hùng của chúng ta, đúng không ạ, hiện nay vẫn còn rất là hiện hữu, rất là nhiều. Đó là minh chứng lịch sử. Rồi là gì? Rồi là những nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là những minh chứng, đúng không ạ? Là cái bằng chứng lịch sử để chứng minh được người Việt Nam chúng ta được như ngày hôm nay, không phải tự dưng mà có. Không phải như một số cái anh chàng, đúng không ạ, được gọi là đi tiếp thu tinh hoa văn hóa hải ngoại, xong rồi lên mạng cho rằng là căn cứ vào các cái công ước và luật pháp quốc tế thì chúng ta chỉ cần là đấu tranh trong hòa bình là chúng ta sẽ có được độc lập tự do. Không có đâu. Nó thể hiện rất rõ qua các 14 nước châu Phi đó, đúng không ạ? Với Pháp bây giờ đấy, Cộng hòa Pháp bây giờ đấy, là chứng minh rất rõ là không có cái gì tự dưng mà có cả. Đến như bản thân các anh sống ở các nước đó, các anh còn trả tự dưng các anh mang đồ của nhà anh, các anh cho ai, huống chi là quyền lợi của cả một quốc gia, đúng không ạ? Thì không bao giờ có chuyện đó. Cũng giống như ngày hôm nay cũng vậy. Ngày hôm nay cũng vậy. Đó là gì? Đó là cái việc cái tên lửa mà nó rơi xuống Ba Lan đó. Đấy. À, chúng ta hay gọi là cái bút chì đi nhỉ, chứ không nói tên lửa, sợ là nó sẽ làm cho chúng ta gây khó khăn trong vấn đề chúng ta trao đổi. Thì có cái bút chì của gọi là xuất nguồn gốc từ Nga, có nguồn gốc sản xuất từ Nga rơi xuống Ba Lan. Thì qua theo dõi thông tin cho đến ngày hôm nay thì kể cả là các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ dẫn lời lại các cái quan chức chính phủ Hoa Kỳ, hay là kể cả Tổng thống Mỹ Joe Biden chẳng hạn, hoặc là Tổng thư ký của NATO ông cái gì Bớt đấy đấy, rồi là ngay cả cả thủ tướng của Ba Lan cũng đã khẳng định là cái tên lửa đó là của Ukraine, có sản xuất ở Nga là đúng, nhưng mà cái tên lửa đó thì lại của Ukraine. Thế thì nó rất là buồn cười ở chỗ này. Thôi nói đi nói lại thì nó cũng rất là dài dòng, nhiều kênh có sự phân tích rồi, em chỉ nói ngắn gọn thôi. Bây giờ cái tên lửa của Nga đó mà nó bắn sang Ukraine thì nó sẽ đi theo cái chiều từ đông sang tây. Và cái tên lửa mà đánh chặn của Ukraine thì dĩ nhiên nó phải đi theo chiều ngược lại, đó là từ tây sang đông. Và cũng có thể là cái tên lửa của Nga sang Ukraine đó thì nó bay qua, vượt qua cái tầm của cái đặt cái nơi vị trí đặt tên lửa của Ukraine, nhưng mà dĩ nhiên nó vẫn nằm trong lãnh thổ Ukraine. Thế thì anh có đánh chặn đi, nó có trượt đi chăng nữa, đúng không, hay như thế nào đó, thì nó có thể nó bay theo chiều tiếp từ đông sang tây để nó đánh chặn tiếp. Thế thì rất rõ ràng ngày hôm nay cái tên lửa của Ukraine là rơi xuống
xuống Ba Lan. Điều này đã rất nhiều được các cái chuyên gia quân sự và lãnh đạo của các nước, kể cả là NATO, người ta đã khẳng định điều này. Thế nhưng ở đây có một cái buồn cười, đó là người ta lại bảo là cái việc đó thì không cần biết ở tên lửa của ai, nhưng mà nó cái lỗi là do Nga, tại Nga. Đó là rất rõ ràng, nó cái tư tưởng này nó có giống giống cái gì đó, nó giống giống cái gì đó là gì, đó là những cái thành phần mà hay chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta hiện nay đó. Nó sang Mỹ nó giàu thì nó cũng đổ cho tại cộng sản, mà nó nghèo nó đi ăn mày homeless thì nó cũng đổ tại cộng sản. À, không có cái gì mà nó không đổ cho tại cộng sản hết. Như ngày hôm nay chúng ta theo dõi chúng ta thấy là gì, thôi thì cũng không bắt các anh là phải thế này phải thế kia, phải yêu này yêu nọ, đúng không? Thế thì tùy các anh, đó là quan điểm mỗi người, nó thuộc về hệ tư tưởng mà. Thế nhưng mà nói gì thì nói, ngay cả bản thân quốc gia của nơi nơi gọi là quê hương, gọi là phát tích tổ tiên dòng họ nhà các anh còn chưa coi trọng được, thì các anh coi trọng ai? Chả có ai cả. Trong một nhóm với nhau thôi mà thông qua cái việc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đó, các anh còn nồi da sáo thịt với nhau, đưa nhau ra chỉ trích miệt thị, đúng không ạ? Chụp mũ đấy, vu cho người này thế này người kia thế kia. Thì thử hỏi các anh, nếu như mà các anh ở Việt Nam thì các anh có xảy ra tình trạng đó không? Thì chắc chắn là có, thậm chí là xảy ra trên diện rộng nữa. Đó là gì? Đó có phải là một trong những cái nguy cơ, đúng không ạ, để làm cái đất nước bất ổn không? Mà ngay cái vì quyền lợi các anh còn như thế, một nhúng với nhau ở bên Mỹ mà các anh còn làm những cái trò như vậy đấy, thì thử hỏi các anh lo cho ai? Các anh đủ cái lòng bao dung thương yêu để mà đùm bọc đồng bào à? Thế thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy rõ thôi. Thế em hay nói vui là gì, thông qua cái việc cái tên lửa, cái bút chì đấy của Ukraine nó cắm xuống Ba Lan đấy, chúng ta thấy một cái tiêu chuẩn rất là rõ ràng, từ cái việc mà Nga bị cấm đá World Cup này, đúng không ạ, đến bây giờ thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Với cái quan điểm của NATO theo cái hiệp ước gọi là Bắc Đại Tây Dương đó, của các nước này người ta ký với nhau, thì trong đó có điều 5, đúng không ạ? Điều 5 thì thôi chúng ta lên mạng chúng ta có thể tìm hiểu, nhưng nói ngắn gọn đó là gì? Đó là bất kỳ một quốc gia nào mà đánh chiếm vào một cái vùng lãnh thổ của một trong các cái nước thành viên đó, thì sẽ bị cả cái nhóm đó người ta quánh, có nghĩa là người ta quánh hội đồng để trả thù cho đồng đội đấy, gọi là đồng minh để trả thù cho đồng minh, nói cho đúng ngôn ngữ là Phòng đồng vệ minh, tập thể ha. phòng vệ tập thể. Thế nhưng mà hiện nay đó thì Ukraine là người bắn, thế bây giờ các ông kéo quân ra các ông quánh thằng Ukraine để trả thù cho Ba Lan đi, thế sao các ông không quánh, các ông lại đổ lại cho Nga, đổ lại cho Nga là tại Nga. Ngày xưa thế là ông Mỹ ông sang Việt Nam ông phát quân sang Việt Nam ông Em đánh chào anh sĩ. đánh người Việt Nam mà cũng tại Việt Nam, đúng không nhỉ? Dạ vâng, chào chú Phạm Sĩ. Thế là hồi đó là anh Mỹ anh sang anh dạo chơi ở bên Việt Nam ra ngoài anh đấm nhau ở bên này, rồi bắt đầu là anh một số thì đầu rơi máu chảy, xong anh chạy về bên kia là cũng chắc là đổ đổ cho người Việt Nam đấy nhỉ. Chắc cái tương lai là cũng thế nhỉ, tương lai là sẽ đổ cho người Việt Nam, là tại tại Việt Nam lên là Mỹ bọn tao mới bị hơn Giống như 58.000 chung cái quan tài đấy. giống giống như là giống như anh có đứa em nó bị lừa, không biết sao nó đổ thừa tại ông thơ quan. Ôi trời, ủa liên quan quá, biết cái gì đây đâu, tự nhiên đổ thừa tại mình, giống thiệt cái chứ. Những cái câu chuyện như này thực ra nó là nói vui anh, chia sẻ vui nhưng mà nó là thực tế nha. Em ví dụ như này, Đúng rồi. trước đây em có một người bạn, thì hai 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 bạn bè đi chơi với nhau thì nó là chuyện bình thường thôi. Thì khi mà đến nhà em chơi á, thì lại quen bà chị em, bà chị em, thì nó thương nó yêu nó cưới thì mình có biết gì đâu. Ở cái hồi cái là hai 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 gọi là sau này cưới xong thì gọi là hai anh chị đó, thì cái lúc hạnh phúc á thì chả thấy bao giờ gọi em tới ăn nhậu hay gì hay là như nào cả, mà cứ cãi nhau là đổ tại em. Tại mày ngày xưa tao mới quen vợ tao. Ôi sao kỳ lạ vậy, giống như ngày hôm nay cái vụ mà tên lửa của Nga nó tên lửa của Ukraine nó cắm xuống Ba Lan đấy, thì bây giờ lại quay lại đổ cho Nga, tại Nga. Thế bây giờ là tóm lại là bây giờ Mỹ với NATO mang quân sang các nước như Việt Nam này, Iraq, Libya, Syria, Afghanistan các thứ, thế là tại thằng nào? Dám nói tại Nga lắm á. Chắc tại Nga.
thì bây giờ cái gì không giải thích được hoặc khó giải thích quá thì thôi cứ cứ, cứ tại Nga đi nhỉ, cứ đổ tại Nga đi Đúng cho nó rồi. dễ. Cứ đổ tại Nga, bởi vì đằng nào Nga cũng cũng mang tiếng rồi đấy, thì đổ cho tại Nga đi. Bởi vì thực tế là hiện nay mà rất dễ để hiểu, bởi vì sao là tổng thống của Ukraine Zelensky đã rất nhiều lần lên trên mạng công khai là gì, yêu cầu mong muốn Mỹ và NATO mang quân sang đấm nhau với Nga. Thế nhưng mà cái việc đó thì mãi là các nước này người ta đều khẳng định là người ta sẽ không tham chiến trực tiếp. Thế nhưng mà gián tiếp có hay không thì chúng ta theo dõi thì chúng ta cũng thấy thôi. Ví dụ như là bơm vũ khí rồi các kiểu là chúng ta thấy là có rồi đó. Chính xác là có. Thế thì bây giờ có, chúng ta có loại trừ cái khả năng là tự dưng ông Ukraine ông lại vác cái tên lửa ra ông cắm phát sang đất Ba Lan rồi ông đổ cho Nga để cho các nước kéo vào đánh nhau với Nga để phục vụ lợi ích cho ông không? Cũng có thể có chứ. Đúng không? Chúng ta không có loại trừ khả năng nào cả. Thì trước đây cũng vậy thôi và bây giờ cũng thế. Chúng ta mượn một câu chuyện để chúng ta so sánh để chúng ta thấy được là hiện nay đó là rất nhiều thành phần cơ hội trong nước cũng có, mà thành phần chống phá nhà nước ở nước ngoài cũng có. Người ta hay có một cái mô típ chung, đó là gì? Một là có những thông tin nó chưa đâu vào đâu cả, nó chưa mang tính chất xác thực, thì nó vội vàng nó tung lên mạng với mục đích là gì? Nó kích động, nó thu hút thì những cái người mà quan tâm đấy, những người quan tâm thì khi mà thấy những cái thông tin như vậy thì cũng chưa xác minh thực hư là như thế nào thì ngay lập tức chúng ta chia sẻ lại. Đó cũng là một trong những cách mà những cái thành phần nó mong muốn nó truyền tải cái thông tin nó bất lợi cho nhà nước. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta vội vàng chia sẻ thông tin thì khi mà xác định cái thông tin đó không có thực, đúng không ạ? Không có thực thì là chúng ta là những người truyền tải thông tin không đúng sự thực rồi, là tiếp tay cho những thành phần đó. Có không? Có. Chúng ta khẳng định là có. Cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta đề cập một chút là có nhiều thành phần nó hỏi chúng ta, Việt Nam chúng ta là tại sao phát triển nền kinh tế thị trường phải định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì chúng ta không có định nghĩa theo cái văn bản làm gì cho nó dài dòng. Đấy, không có dài dòng. Thế nhưng mà thông qua cái việc chúng ta, cái giá xăng vừa rồi này, và hiện nay là thông qua vụ SCB, đúng không ạ, SCB. Thì thông qua cái thư ngỏ của SCB chúng ta thấy rất rõ ràng đó là gì? SCB người ta chỉ là đóng cái vai trò trung gian và tư vấn cho khách hàng mua trái phiếu của công ty An Đông gì đó, đúng không ạ? Thì đây là một hình thức đầu tư mà. Trái phiếu thì nó có nhiều loại, trong đó có trái phiếu nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp rồi vân vân cả, thì chúng ta có thể tìm hiểu. Nó có định nghĩa từng loại trái phiếu một. Thế thì mỗi một loại á, thì nó mang cái rủi ro khác nhau. Ví dụ cái loại mà mang cái rủi ro cao á thì lợi nhuận nó cũng cao, và cái anh gửi tiết kiệm á, thì rủi ro nó thấp á, thì lãi suất anh được hưởng cũng thấp thôi. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta đặt ra một cái câu hỏi là khi những người dân á, thì của đau con sót, đúng rồi, mất tiền mất của, hiện nay thì chưa mất, nhưng mà gì, nhưng mà có khả năng là gì, cái việc này á, thì em không dám khẳng định là sẽ khó đòi hay là có đòi được không hay nào, em không dám khẳng định. Và cũng em cũng không khẳng định là có mất tiền thực sự hay không. Thế nhưng hiện nay là tiền đã tham gia đầu tư vào đó rồi. Thì trước mắt chưa biết tương lai của mình, cái số tiền của mình như thế nào. Thì anh người dân người ta lo lắng, cái đó là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng ở đây là gì? Một số trang, ví dụ như là trang khủng bố của Việt Tân này, hay là Khung Trời Mới này, đúng không ạ? Rồi nhiều thành phần cá nhân chống phá nhà nước khác. Người ta lợi dụng vào đó, người ta thậm chí người ta kích động một số người. Đấy, một số người đưa băng rôn khẩu hiệu, thậm chí là nằm ăn vạ trước cái trụ sở của SCB. Đó, thế ở đây thì chúng ta đọc cái thư ngỏ của SCB thì chúng ta sẽ hiểu được đó là gì. Tóm lại là SCB người ta chỉ đóng vai trò trung gian thôi, đó là người ta giới thiệu thôi. Còn anh có tham gia mua đầu tư hay không, đó là quyền của anh. Và tiền đó là tiền đang nằm trong tay anh đầu tư vào đâu, mua như thế nào, số lượng bao nhiêu, lãi suất thế nào, thời điểm nào, đó là do anh hoàn toàn quyết định và lựa chọn. Còn nếu anh cảm thấy người ta tư vấn thì anh cũng phải tìm hiểu, không thể là người ta cứ cứ nói như thế nào các anh đều nghe vậy, đúng ạ? Thế thì ngày hôm nay các anh mang đi, các anh đầu tư đó, thì trước khi các anh đầu tư, các anh mua trái phiếu đó, các anh có hỏi ý kiến của nhà nước không? Chắc chắn là không. Rồi khi các anh Đúng rồi. thu lời về, các anh thu cái tiền lời hàng tháng về chẳng hạn, thì các anh có chia cho nhà nước đồng nào không? Thì cũng chắc chắn là không. Bởi vì đây là cái hợp đồng làm ăn giữa các anh mà. Các anh đi đầu tư mà. Chứ đâu có, nhà nước cũng không có khuyến khích anh là phải đầu tư vào đó. Đúng không ạ?
nhà nước cũng không lên một cái thông báo, hay là thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng không có thông báo là tôi là Nguyễn Văn A hay là Nguyễn Thị B khuyến cáo người dân hãy nên đầu tư vào ngân hàng này ngân hàng kia, không có. Không có, mà các cái cảnh báo về các cái chiêu trò, đúng không ạ, thì rất là nhiều rồi. Hiện nay ví dụ như là cái vấn đề như các cái đồng tiền ảo này, rồi các thứ đó, cũng nhà nước cũng đã có cảnh báo rất là nhiều. Thế thì khi mà lựa chọn đầu tư thì vẫn là do người dân. Anh tin tưởng ở đâu và anh lựa chọn như thế nào, mức lãi suất bao nhiêu, rồi là anh mua thời điểm nào, rồi đến bao giờ thì trái chủ thanh toán cái tất toán cái trái phiếu đó, thì dĩ nhiên là đều do trái chủ cả, đều do người dân cả, chứ không phải là nhà nước. Các anh đầu tư thì cũng không có báo cáo với nhà nước, và nhà nước cũng không khuyến khích cái điều đó, đúng không ạ? Khuyến khích anh đầu tư kinh doanh phát triển kinh tế cá nhân và hộ gia đình, nhưng không khuyến khích anh là sẽ phải đầu tư công ty này công ty kia mang tính chất áp đặt. Là một, khi có lãi thì các anh cũng không chia cho nhà nước một cái đồng nào cả, đúng không ạ? Không chia cho nhà nước đồng nào cả. Thế thì hiện nay đó, thì cái giữa làm ăn đây nó là gì? Nó là giao dịch dân sự giữa cá nhân và các cái doanh nghiệp. Thế thì nếu như anh cảm thấy người ta không tuân thủ theo các cái liên quan, chúng ta cứ gọi ngắn gọn là hợp đồng đi nhé, hoặc là cái thời gian mà chúng ta mua trái phiếu đó, thì các anh có thể kiện ra tòa yêu cầu các cái công ty đó, đúng không ạ, thanh toán hay như thế nào đó, tùy. Chúng ta phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, chứ không thể làm cái kiểu mà lăn ra ăn vạ như vậy được. Ở đây em nói lăn ra ăn vạ nhé, bởi vì là chúng ta không biết được là cái trái phiếu đó đã hết hạn hay chưa, đã đến thời điểm hết hạn hay chưa. Đấy, thì nếu như mà chưa hết hạn thì công ty người ta vẫn không thanh toán. Bởi vì rõ ràng là khi anh mang tiền để đầu tư ấy, thì người ta cũng sẽ lại đầu tư vào một cái hạng mục khác chẳng hạn. Lời anh ăn, lỗ anh chịu, và nó phải có thời hạn chứ. Chứ bây giờ anh mua ngày hôm nay xong ngày mai anh không ưng nữa anh ra anh đòi thì công ty người ta lấy tiền đâu người ta trả cho anh. Trong khi người ta huy động mỗi một lần như vậy vốn rất là nhiều, chứ không phải là một cá nhân, nhiều cá nhân và tập thể. Thì khi anh đã tham gia vào cái cuộc chơi thì anh phải tuân thủ theo cái luật chơi đó. Đấy, và pháp luật là gì? Pháp luật sẽ bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho công dân. Đó là gì? Trong trường hợp công ty người ta không tuân thủ theo đúng các cái ký kết đó, và người ta có cái quỵt tiền, hoặc là thậm chí là bùng tiền của người dân, đúng không ạ? Thì lúc đó là những cái đại diện mà thực hiện các cái việc đó mà người ta cảm thấy có dấu hiệu mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì cơ quan chức năng, cụ thể là cơ quan điều tra của các địa phương, người ta sẽ tiến hành, người ta làm việc, nếu đủ thì người ta khởi tố, đúng không? Chứ làm gì có cái chuyện mà bây giờ tự dưng nghe một vài cái thông tin như vậy xong rồi kéo đến một cái ngân hàng trung gian. Theo như cái thư ngỏ của ngân hàng SCB, người ta trả lời rất rõ là người ta chỉ đóng vai trò trung gian giới thiệu tư vấn, chứ người ta không trực tiếp bán trái phiếu, mà người dân mua trái phiếu là của một công ty khác. Đó, trong cái thư ngỏ của SCB người ta ghi rất là rõ, chúng ta có thể lên mạng chúng ta tìm hiểu về cái thư ngỏ SCB, là chúng ta thấy rất là rõ, trong đó người ta viết rất là chi tiết. Thì đòi hỏi là chúng ta phải tuân thủ theo quy trình của pháp luật, chứ nhà nước cũng không có can thiệp vào cái vấn đề là anh phải đầu tư ở đâu và đầu tư như thế nào. Thế nhưng nhà nước sẽ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân dựa trên các quy định của pháp luật. Đó là cái, đó là em thấy là rất là phù hợp. Thế thì thông qua đó là chúng ta cũng phải, những người đã có tiền đầu tư thì nên hết sức bình tĩnh, bởi vì ngay từ đầu khi chúng ta tham gia đầu tư thì chúng ta xác định nó phải có rủi ro. Đã làm ăn kinh doanh, thương trường là chiến trường, chắc chắn là không phải là khi anh bước ra đời anh làm ăn là lúc nào anh sẽ có lãi, chắc chắn một điều như vậy. Thì cũng sẽ một vài công ty hoặc một vài doanh nghiệp người ta cũng sẽ phải lao đao này kia, giống như chúng ta có theo dõi cái bài phỏng vấn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ thấy thôi. Thì ông Phạm Nhật Vượng ông trả lời rất rõ, có những lúc công ty nợ đến hàng trăm nghìn tỷ, và ông có nói là rất rõ, nó cũng giống như kiểu là khi chơi bạc vậy, một ăn một tỷ. Có nghĩa là nếu như mà được thì đó, doanh nghiệp ngày hôm nay người ta phát triển, còn không được thì xác định người ta cũng phá sản. Có nghĩa là trong cái cuộc chơi trên thương trường nó rất nhiều các yếu tố khác nó tác động đến, không thể là chúng ta lợi dụng vào đó để chúng ta làm những cái việc mà chúng ta cảm thấy là cứ cái quyền lợi của mình là trên hết, chúng ta không cần biết là quy định như thế nào, thì cũng không, theo em nghĩ là không phù hợp. Đó là một trong những yếu tố là gì? Đó là định hướng là gì? Đó là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Giống như thông qua cái việc xăng dầu cũng vậy thôi, đúng không ạ? Có một cái câu nói rất là hay là khi gì đó, khi người khác đóng cửa thì chúng tôi vẫn bán cái gì gì đó, đúng không ạ? À đấy,
khi giá em không biết. tăng, khi giá tăng gì và đại khái khi giá tăng thì bỏ rơi bạn thì như lúc khó khăn thì chúng tôi vẫn ở bên bạn, đại khái vậy. Đó. Dạ đó. Thì cái đó là chúng ta thấy được là gì? Đó là chính vì cái điều đó nên chúng ta cần phải định hướng. Định hướng là gì? Đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đó. Đúng rồi. Chứ chúng ta không có thể để là theo cái chiều hướng một chiều. Trước đây em đã từng nhớ là em có một lần lên live cùng với anh Lâm Vân Hà là công dân Mỹ. Anh có nói là ngay trong một cái thành phố của anh thôi thì mỗi cây xăng người ta bán một cái giá xăng khác nhau. Một cái giá xăng khác nhau, có nghĩa là có thể là cái cây xăng này người ta bán 2.000, cây xăng kia người ta bán 2.001, ví dụ vậy. Ngay cái clip đó bây giờ hiện nay trên mạng vẫn còn, thì mọi người có thể xem lại. Thì qua đó chúng ta có thể thấy được là gì? Có cần không? Rất cần. Thậm chí là gì? Thậm chí là rất phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đó là gì? Thông qua cái việc định hướng đó, thì với đảm bảo cái quyền và lợi ích hài hòa của tất cả các bên khi tham gia vào một nền kinh tế thị trường, để tránh tình trạng là gì? Ví dụ anh nhập về là cùng một giá, nhưng mà anh ưng á, ở cái khu này chẳng hạn, anh ưng á, thì anh bán, ví dụ như cái khu thành phố Hồ Chí Minh đi, số lượng dân đông đi, thì cái doanh nghiệp mà nhập xăng về đó người ta có thể bán 50.000, nhưng mà ở khu vực Cần Thơ hay là ở Đắk Lắk em chẳng hạn thì dân ít, dân thưa, thì có thể người ta hạ giá xuống ví dụ như khoảng còn 47.000 chẳng hạn một lít xăng. Như vậy thì nó gì? Nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp người dân. Nó không ảnh hưởng toàn bộ nhưng sẽ ảnh hưởng một bộ phận nào đó chẳng hạn. Thế thì rất cần là gì? Khi có cái giá xăng có sự điều chỉnh của nhà nước á, thì quyền lợi người dân vẫn đảm bảo. Chứ nếu như anh để cho một cách nó phát triển theo nền kinh tế thị trường như các anh kia mong muốn á, đó là gì? Đó là các anh đề cao cái tư nhân hóa. Mà đã đề cao tư nhân hóa nó xảy ra nhiều yếu tố. Một, ví dụ giá xăng người ta tư nhân hóa thì người ta nhập về người ta thích bán bao nhiêu bán. Hôm nay người ta thích bán 50 cũng được, ngày mai người ta bán 100 một lít cũng được, đúng không? Đó là tư nhân. Hai nữa là gì? Chúng ta thấy cái bài học ở Ukraine đó là gì? Ukraine bán mấy trăm nghìn hecta đất nông nghiệp cho các doanh nghiệp Mỹ. Đó, tư nhân đó, đúng không ạ? Thì khi mà tư nhân thì người ta có quyền quyết định thì người ta bán. Rồi là gì? Những cái người chủ đó là gì? Người Mỹ, và dần dần có thể người ta bán hết cả các đất nước Ukraine. Thế nên tại vì sao á, nhiều thành phần nó cứ lên nó cứ bảo Việt Nam mình là bán đất cho tàu. Thế sổ đỏ đâu, hợp đồng bán đâu, bán giá bao nhiêu? Mà trong khi đó là luật đất đai chúng ta quy định rất rõ, đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Được chưa ạ? Được thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước quản lý. Thế nên là ai, thành phần nào được phép là gì? Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Anh chỉ có quyền sử dụng, anh không có quyền sở hữu nhé. Bởi vì chúng ta quy định rất rõ là đất đai thuộc gì ạ? Sở hữu toàn dân, chứ không một cá nhân hay tổ chức nào cả, mà nhà nước chỉ đại diện quản lý thôi. Đấy, thì từ đó chúng ta thấy được là gì? Có những cái, đúng không ạ? Chúng ta phát triển, chúng ta hòa nhập, nhưng chúng ta không hòa tan. Thế nhưng mà các cái thành phần kia, nó cứ bảo chúng ta phải tư nhân hóa, nhưng ngược lại nó lại bảo là chúng ta lại đi bán đất cho tàu. Mà hỏi nó là hợp đồng mua bán đâu, giấy tờ đâu, cái gì chứng minh, thì nó đều không có. Thế là những thành phần này nó chỉ nói miệng thôi. Và nó đã ủng hộ cái tư nhân hóa. À, mà nó ủng hộ tư nhân hóa thì đến một ngày nào đó thì đã tư nhân rồi thì người ta bán cho ai là quyền người ta. Người ta bán cho Trung Quốc cũng được, người ta bán cho Lào cũng được, người ta bán cho Mỹ được, bán Úc được. Cái điều đó là chứng minh ngay ở thực tế ở Ukraine đó. Bán 500 hay mấy trăm nghìn hecta đất nông nghiệp cho các doanh nghiệp Mỹ đó. 170.000 hecta, 170.000 tương đương với 1.700.000 hecta, tương đương với 170.000 km vuông. Đó, thì chúng ta thấy được đó là gì? Đó là một khi đúng ạ, không có sự định hướng thì nó dễ xảy ra những cái tình trạng đó là gì? Người thiệt vẫn là người dân. Người thiệt cuối cùng vẫn là người dân. Đấy, rất rõ ràng. Đã xác định tư nhân là chúng ta phải xác định là chúng ta đồng ý là gì? Đồng ý trên cơ sở là phát triển nền kinh tế thị trường là nêu cao cái gì? Đề cao cái vai trò của các doanh nghiệp, cá nhân các doanh nghiệp. Thế nhưng cần phải có sự định hướng để đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Thế chúng ta mà không có sự định hướng thì ai muốn làm gì làm, ai muốn bán bao nhiêu bán thì lúc đó nó loạn lạc ngay. Và nó gì? Nó cái thiệt hại vẫn là của người dân chứ đâu có của ai khác đâu. Thì ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ một cái vài cái ý kiến như vậy. Thì đặc biệt, đúng không ạ, đặc biệt là chúng ta thấy rồi, đó là thông qua các cái cảm nhận
của các cái bạn là bạn bè quốc tế thì chúng ta thấy được là ngay cả những cái người mà người ta không liên quan gì đến mình, người ta còn cảm thấy là rất là bồi hồi xúc động, đúng không ạ? Và người ta mến phục, cảm phục, người ta trân trọng những cái điều mà Việt Nam chúng ta đã làm được cho đến ngày hôm nay. Thế mà có những thành phần có nguồn gốc là Việt Nam, thế nhưng lại luôn đi chê bai, chê bai, rồi là bài trừ, thậm chí là gì, tẩy chay, kêu gọi tẩy chay, vân vân cả những cái gì mà thuộc về quê hương đất nước mình. Thì thử hỏi những người đó mà người ta lên mạng, đúng không? Người ta bảo người ta đấu tranh, người ta đấu cho người này, người ta tranh cho người kia, rồi người ta yêu nước này, yêu nước nọ, chả biết người ta yêu nước nào, chả biết người ta đấu cho ai cả, ai ủy quyền để người ta đi đấu, thì không có. Thì qua đó chúng ta nhận diện và chúng ta thấy được là thông qua cái không gian mạng nó giúp chúng ta hiểu được thông tin, nắm được thông tin, nhưng cũng không nên vội vàng. Cái thông tin nào mà chúng ta cảm thấy nó đang còn mập mờ thì cần phải có sự tìm hiểu nó kỹ hơn, và nó đòi hỏi nó phải đa chiều, khách quan hơn. Ok Trung, cảm ơn Trung nhiều nha.